Video xe tăng Israel chặn đòn đánh của Hamas Đồng minh dồn dập gây áp lực lên Israel sau cảnh báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden Tổng thống Putin khẳng định sẽ có hòa bình ở Ukraine khi Nga đạt được mục tiêu Ước mơ đổi đời của những người lính đánh thuê gốc Nga đang chiến đấu cho Nga Nga tấn công trực diện quân đội Ukraine, kiểm soát Adipka chỉ còn là vấn đề thời gian. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin cho biết Ukraine đang đẩy biệt đội tinh nguyện nhất của họ vào đường cùng ở tảng ngạn sông DDP. Ông cho rằng đây là chiến thuật sai lầm của Ukraine. Tình thế này cũng khiến các binh sĩ Ukraine ở đây cảm thấy nản trí khi chính họ cũng không biết mục tiêu sắp tới là gì. Theo hãng tin Reuters, trong cuộc họp báo Marathon kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ tổng kết năm 2023 diễn ra vào ngày 14 tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin thông báo lực lượng Nga đang củng cố vị trí trên hầu hết các mặt trận trong cuộc chiến ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, Ukraine đã mất đi một số binh sĩ tinh nhuệ nhất khi tìm cách giữ vững vị trí ở tả ngạn sông Dnieper. Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Putin đã bày tỏ sự bối rối, không hiểu tại sao lực lượng vũ trang Ukraine lại được điều đến nơi mà họ cầm chắc cái chết ở Krynky, tả ngạn sông Dnieper ông Putin trả lời câu hỏi của phóng viên chiến trường Nikolai Dolgachev về tình hình khu vực Donetsk. Tôi không biết tại sao họ, Ukraine, lại làm điều này. Họ đang đẩy người của họ vào cuộc diệt vong. Bản thân các quân nhân Ukraine cũng gọi đây là tấm vé một chiều. Từng có 80 binh lính luôn túc trực ở đó, giờ thì ít hơn. Họ chỉ sử dụng xuồng. Trong khi phương tiện này luôn là mục tiêu của đạn pháo, máy bay không người lái và các vũ khí tiêu diệt khác. Ông Putin nói thêm, các quân nhân của chúng ta Nga cũng có thương vong ở đó, khoảng 2 đến 3 ngày trước có 6 người bị thương, nhưng đối phương có tới hàng chục người thiệt mạng. Họ bị mắc kẹt trong hố tử thần và chỉ vì lý do chính trị mà bị quăng vào đó. Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh rằng ở đó không chỉ có những binh lính thông thường của lực lượng vũ trang Ukraine, mà còn cả những biệt đội tấn công tinh nhuệ nhất. Trong khi đó, những binh sĩ thiện chiến như vậy vốn dĩ đã không có nhiều. Trước đó, quân đội Ukraine đã vượt sông Donetsk và thiết lập thành công đầu cầu ở bờ đông, đánh dấu bước tiến trong chiến dịch phản công ở mặt trận Kherson. Trong thời gian này, lính Ukraine ở bờ đông sông Donetsk chịu nhiều sức ép từ hỏa lực Nga. Một số nhà phân tích nhận định việc thiết lập được bàn đạp ở đây sẽ tạo điều kiện để lực lượng Ukraine đánh nóng xa hơn về phía nam, cắt đứt hành lang trên bộ của Nga núi bán đảo Crimea với vùng Donbass. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần đề cập tới chiến dịch vượt sông Dnep cho rằng đây là khởi đầu của một bước tiến đáng kể trong cuộc phản công của Kiev. Tuy nhiên, tình hình không thực sự khả quan như giới chức Ukraine nhận định. BBC dẫn lời một binh sĩ Ukraine cho biết lực lượng này tại bờ đông đang ở trong tình thế rất khó khăn, thêm rằng họ đã hứng chịu thiệt hại lớn trong nỗ lực vượt sông. Vladimir Sando, lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, giữa tháng trước cho biết lực lượng Ukraine vượt sông Dnieper đã phải đối mặt với lửa địa ngục từ pháo binh, tên lửa và UAV cỡ nhỏ của Nga. Ông nói, chỉ trong 2-3 ngày, đối phương đã tổn hại khoảng 100 người. Theo một nguồn tin, tuyến tiếp tế của lực lượng Ukraine ở bờ đông bị lính Nga theo dõi nghiêm ngặt, khiến họ bị thiếu nước uống. Tình thế được dự báo là trở nên tệ hơn khi giá rét tràn về, dù họ có mang theo máy phát, pin sạc và áo ấm cho mùa đông. Một binh sĩ Ukraine tiết lộ, tình hình thực tế ở đây đang bị che giấu nên sẽ không có gì thay đổi trong thời gian tới anh cũng cho biết họ cảm thấy mất phương hướng cho rằng mình có thể đang bị cấp trên bỏ rơi anh chia sẻ thêm không ai biết mục đích tiếp theo là gì nhiều người tin rằng giới chỉ huy đã bỏ rơi chúng tôi họ cho rằng chiến dịch vượt sông chỉ mang ý nghĩa chính trị hơn là quân sự tư lệnh quân đội ukraine valery zalutny cho biết chiến dịch phản công của kiev đang đi vào bế tắc tiết lộ rằng quân đội nước này chỉ tiến được khoảng 17 km sau 5 tháng tiến hành chiến dịch. Tổng thống Zelensky khi đó bác bỏ thông tin này, song tuần trước thừa nhận cuộc phản công của Ukraine không đạt được kỳ vọng, tuy nhiên khẳng định Kiev sẽ không rút lui. Thưa quý vị, lực lượng Hamas ngày 14 tháng 12 đã đăng video giao tranh ở thành phố Khan điểm nóng xung đột tại miền nam giải Gaza. Video do Hamas công bố cho thấy hệ thống cho phi trên xe tăng Mekava Israel kích hoạt chặn đòn tập kích ở cự ly gần của nhóm vũ trang. Lực lượng Hamas ngày 14 tháng 12 đã đăng video giao tranh ở thành phố Khan điểm nóng xung đột tại miền nam giải Gaza. Video do Hamas công bố cho thấy hệ thống cho phi trên xe tăng Mekava Israel kích hoạt chặn đòn tập kích ở cự ly gần của nhóm vũ trang. Xe tăng chủ lực Mekava Mark 4M của lực lượng phòng vệ Israel IDF đang di chuyển với tốc độ cao trên đường phố thì bị thành viên Hamas dùng súng chống tăng tập kích ở cự ly gần. Ngay sau đó, hệ thống phòng thủ chủ động APS Trophy trang bị trên xe tăng Mekava lập tức được kích hoạt, phóng ra đạn kim loại phá hủy đạn chống tăng của Hamas. Video không cho thấy hình ảnh cận cảnh của chiếc xe sau vụ tấn công, song nó vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước với tốc độ cũ, cho thấy đòn đánh không ảnh hưởng tới xe tăng Israel. Đoạn sau của video có cảnh một xe tăng Mekava Mark 4M khác nằm bất động, dường như đã bị vô hiệu hóa hoặc bỏ lại. Tuy nhiên, hệ thống châu Phi của xe tăng vẫn kích hoạt khi bị lực lượng Hamas tấn công, chặn đứng quả đạn mà nhóm vũ trang phóng tới. Joseph Chevitic, chuyên gia quân sự của Drive, nhận định giá trị của các APS như châu Phi, đặc biệt là khi trang bị cho xe tăng, thiết giáp, hoạt động trong môi trường đô thị chật hẹp. Môi trường này cung cấp cho lực lượng phòng thủ nhiều chỗ ẩn nấp thuận lợi để phục kích khí tài đối phương ở cự ly gần. Mekava của Israel được đánh giá là một trong những chiếc xe tăng mạnh nhất trên thế giới. Vào những năm 1970, tướng Israel Tan đã lên ý tưởng phát triển xe tăng Mekava. Xe tăng chiến đấu chủ lực Mekava nặng 65 tấn được đưa vào sản xuất đầy đủ vào năm 2001 và bắt đầu huấn luyện hoạt động với lực lượng phòng vệ Israel IDF vào tháng 7 năm 2003. Đến năm 2004, những chiếc xe tăng Mekava đầu tiên được đưa vào biên chế của IDF để thay thế những chiếc M60A1. Cựu chỉ huy lực lượng xe thiết giáp IDF nhấn mạnh rằng thiết kế của chiếc Mekava vừa giảm thiểu tổn thất của một quốc gia nhỏ trong thời chiến vừa đảm bảo các kíp lái có kinh nghiệm tiếp tục chiến đấu. Để thực hiện được điều này, Mekava kết hợp lớp giáp dày và các góc nhọn để tăng chiều rộng của lớp giáp. Không giống những chiếc xe tăng khác, Mekava có động cơ và hệ thống chuyển động đặt ở phía trước xe, mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn cho thành viên trong xe khỏi hỏa lực trực diện, đồng thời tăng không gian ở phía sau xe tăng. Tháp pháo của Mekava hoạt động bằng điện thay vì chất lỏng thủy lực có thể gây nguy hiểm xe tăng này được trang bị hệ thống điều khiển điện tử và vũ khí được đặt trong một thiết bị chống đạn để giảm rủi ro phát nổ. Mekava có súng M68 cỡ nòng 105mm. Bên cạnh đó, Mekava có 3 súng chính gồm súng máy cỡ nòng 7,62mm và 2 súng máy bổ sung cỡ nòng 12,7mm và 7,62mm. Xe tăng Mekava có thể hạ các mục tiêu di động phức tạp và đã chứng tỏ khả năng bắn trúng cao vào các máy bay trực thăng tấn công. Đến nay, Mekava MK4 là phiên bản mạnh nhất của dòng xe tăng Mekava. Ngoài các đặc điểm của các phiên bản trước đây, Mekava MK4 còn sở hữu một số đặc điểm bảo vệ bổ sung. Lớp giáp hình chữ V ở đáy xe tăng giúp tăng cường khả năng bảo vệ khỏi mìn. Xe tăng Mekava được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động APS châu Phi với khả năng phát hiện và xác định các mối đe dọa từ đạn và tên lửa chống tăng. Bên cạnh đó, hệ thống này cho phép kíp lái xe tăng chủ động chiến đấu hơn trong khi vẫn đảm bảo an toàn. Theo tiết lộ của ba nguồn thạo tin với đài CNN, báo cáo mới do văn phòng giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ soạn thảo cho biết, khoảng 40 đến 50% trong 29.000 vũ khí không đối đất do lực lượng phòng vệ Israel IDF sử dụng là bom không có dẫn đường, số còn lại là bom có dẫn đường chính xác. Các chuyên gia lưu ý bom đạn không có dẫn đường thường kém chuẩn xác hơn và có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn cho dân thường, đặc biệt ở những khu vực đông dân cư như giải Gaza. Tốc độ Israel sử dụng loại vũ khí này có thể góp phần khiến số dân thường thiệt mạng tăng vọt. Israel khẳng định cuộc oanh tạc và tấn công trên bộ nước này tiến hành tại Gaza là nhằm loại bỏ Hamas. Theo Cơ quan Y tế Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7 tháng 10, ít nhất 18.200 người đã thiệt mạng và 50.594 người bị thương tại giải đất này, trong khi phía Israel ghi nhận có hơn 1.200 người thiệt mạng ở nước này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục chiến đấu bất chấp áp lực quốc tế về lệnh ngừng bắn. Israel vẫn duy trì tấn công giải Gaza vào ngày 14 tháng 12. Trước đó, ngày 12 tháng 12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn về nhân đạo ngay lập tức ở giải Gaza. Cùng ngày, tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng việc Israel ném bom dân thường bừa bãi đang khiến nước này mất đi sự ủng hộ của quốc tế. Khi được yêu cầu bình luận về đánh giá, phát ngôn viên IDF Nida Dina đã từ chối nói về loại đạn mà quân Do Thái đang sử dụng. Trong khi đó, thiếu tá Keren Hajiop, một quan chức cấp cao của quân đội Israel quả quyết các lực lượng vũ trang nước này luôn cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và các quy tắc ứng xử đạo đức đồng thời đang dành nguồn lực to lớn để giảm thiểu tổn hại cho dân thường bị Hamas ép buộc làm lá chắn sống. Trong một diễn biến liên quan khác, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng đã có lịch trình đến thăm Israel vào ngày 14 và 15 tháng 12. Ông Sullivan dự kiến thảo luận với Netanyahu về tính cần thiết của các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Hamas một cách chính xác hơn. Đồng thời, kênh 13 của Israel đưa tin. Nội các chiến tranh của nước này do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng đầu hôm 13 tháng 12 đã hủy chuyến đi dự kiến của Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Mossad David Bania tới thủ đô Doha của Qatar nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận phóng thích con tin thứ hai với Hamas. Văn phòng Thủ tướng Israel cho rằng 135 con tin vẫn còn bị giam giữ ở Gaza, trong đó có 116 người còn sống. Quá trình đàm phán chính thức chưa được khôi phục Kể từ khi các cuộc thương lượng về con tin diễn ra ở Doha đổ vỡ vào đầu tháng này, tuy nhiên, nhiều nguồn tin nói Israel, Mỹ và Qatar vẫn tiếp tục thảo luận về các cách nối lại đối thoại với Hamas. Gia đình của một số con tin Israel tỏ ra phẫn nộ với quyết định hủy chuyến công du của ông Bania và yêu cầu Aviv phải có câu trả lời. Họ cũng lên án sự thờ ơ và bế tắc của chính quyền Netanyahu trong việc giải quyết vụ khủng hoảng con tin. Theo kết quả điều tra của lực lượng phòng vệ Israel IDF được kênh 12 của Israel công bố vừa qua, các binh sĩ đóng tại căn cứ Nahon Oz thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas hồi đầu tháng 10 sau khi hít phải một loại khí độc gây ngạt thở và bất tỉnh trong vòng vài phút sau khi tiếp xúc. Điều tra viên IDF cho biết, các thành viên Hamas ném một loại chất dễ cháy độc hại qua cửa chính tòa nhà nơi đặt bộ phận chỉ huy giám sát. Một binh sĩ Israel ở lối vào tòa nhà cố gắng dập tắt ngọn lửa song không thành công, đám cháy sau đó lan rộng. Khói bắt đầu tràn vào trung tâm chỉ huy giám sát, nơi hai hai binh sĩ Israel ẩn náu. Những người này dùng khăn giấy nhúng nước để bịt khe hở dưới cửa ngăn khói tràn vào song không thành công. Sĩ quan IDF cho biết, một số binh sĩ bắt đầu rời khỏi phòng để tìm lối thoát. Họ ho và một số người không thở được. Tuy nhiên, khi tới lối thoát hiểm các binh sĩ Israel phát hiện ra cánh cửa đang bốc cháy và không thể tiếp cận hay mở nó ra. Họ tìm các lối thoát khác và tới phòng tắm nơi có cửa sổ nhỏ thông ra bên ngoài. Một sĩ quan trèo lên đập vỡ cửa sổ rồi cùng năm sĩ quan và một binh sĩ khác thoát khỏi tòa nhà đầy khói độc. Giao tranh dữ dội giữa các chiến binh Hamas và binh sĩ Israel đang diễn ra ở cả phía bắc và phía nam Gaza. Một ngày sau khi Liên hợp quốc yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và tổng thống mỹ joe biden cho biết việc israel ném bom dân thường bừa bãi đang khiến nước này mất dần sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế thủ tướng israel benjamin netanyahu cho biết quân đội sẽ tiếp tục chiến đấu bất chấp áp lực quốc tế về lệnh ngừng bắn ông nói với các binh sĩ ở gaza qua đài phát thanh chúng ta sẽ tiếp tục cho đến phút cuối cùng cho đến khi chiến thắng cho đến khi hamas bị loại bỏ ông nói thêm tôi nói điều này trong nỗi đau mất mát lớn cũng như trước áp lực quốc tế không gì có thể ngăn cản chúng tôi. Israel nhận được sự đồng cảm của toàn cầu khi bắt đầu chiến dịch đáp trả Hamas sau khi nhóm này xông qua hàng rào biên giới từ Gaza tấn công Israel. Nhưng kể từ đó, Israel đã bao vây vùng lãnh thổ của người Palestine và khiến phần lớn khu vực này trở nên hoang tàn. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Dennis Francis vừa qua cho biết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đang ngày càng nghiêm trọng. Ông yêu cầu các bên ngừng bán nhân đạo ngay lập tức chấm dứt mọi hành động bạo lực và thù địch nhằm vào dân thường vô tội. Trong khi đại sứ Ai Cập Osama Mahmoud Abdel Khalek Mahmoud tuyên bố, việc thông qua và thực thi nghị quyết có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng cho thường dân. Còn đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho biết, Mỹ ủng hộ một số khía cạnh trong nghị quyết như cần giải quyết tình hình nhân đạo ở Gaza, bảo vệ dân thường, trả tự do cho con tin. Reuters dẫn hai nguồn thạo tin tiết lộ rằng chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đang trì hoãn việc bán hơn 20.000 khẩu súng trường do Mỹ sản xuất cho Israel. Chính quyền tổng thống Joe Biden có động thái như trên đối với Israel vì lo ngại về các cuộc tấn công của những người định cư Israel nhằm vào người Palestine ở bờ Tây. Bộ ngoại giao Mỹ đã gửi thông báo không chính thức về gói bán súng trường cho Quốc hội Mỹ xem xét cách đây vài tuần. Tuy nhiên thương vụ này vẫn chưa được tiến hành dù đã được các lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua vào đầu tháng 11. Reuters dẫn lời một cựu quan chức Mỹ. Các thành viên khác của Quốc hội Mỹ đã biết về trường hợp này và đã liên hệ với chính quyền Mỹ để yêu cầu phải nhận được sự đảm bảo từ Israel rằng súng sẽ không đến tay người định cư. Chính quyền đã hợp tác với Israel trong việc cố gắng đạt được sự đảm bảo thỏa đáng về vấn đề đó trước khi thông báo chính thức. Theo giấy phép như dự thảo, những khẩu súng này cũng có thể được chuyển đến các đơn vị cảnh sát Israel mà Bộ Ngoại giao Mỹ có thể quan ngại đáng kể về nhân quyền. Hiện chưa có thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ về thương vụ bán súng trường cho Israel. Reuters dẫn hai nguồn thảo tin nói trên cho hay chính quyền Tổng thống Biden đặc biệt lo lắng rằng một số vũ khí này có thể rơi vào tay những người định cư Israel ở bờ Tây. Tổng thống Biden và các quan chức cấp cao khác của Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng Israel phải hành động để ngăn chặn bạo lực của những người định cư Israel chống lại người Palestine ở bờ Tây chính quyền tổng thống Biden trong tuần trước đã bắt đầu áp đặt lệnh cấm thị thực đối với những người định cư do thái cực đoan mà họ cho là có liên quan đến bạo lực ở bờ Tây. Trong khi trước đó, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đã lách quyền của quốc hội về việc viện trợ quân sự cho Israel bằng cách phê duyệt khẩn cấp thương vụ vũ khí trị giá 106,5 triệu đô la Mỹ cho Israel. Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận thương vụ vào ngày 9 tháng 12, đồng thời cho biết đã thông báo cho quốc hội vào ngày hôm trước sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken kết luận rằng có tình trạng khẩn cấp, đòi hỏi phải bán ngay đạn xe tăng cho Israel. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Việc phê duyệt việc bán vũ khí như vậy hiếm khi vượt qua được sự giám sát của Quốc hội và thường chỉ được thông qua khi nhận thấy nhu cầu cung cấp vũ khí là quá cấp bách để chờ các nhà lập pháp hành động. Thỏa thuận với Israel bao gồm gần 14.000 quả đạn xe tăng có chất nổ mạnh. Đạn nổ mạnh M830 có khả năng tiêu diệt xe tăng và các mục tiêu bọc thép khác. Việc phê duyệt khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực đạt được sự chấp thuận của Quốc hội đối với 106 tỷ đô la Mỹ ngân sách an ninh bổ sung, bao gồm 14,3 tỷ đô la Mỹ cho Israel. Mỹ là một đồng minh của Israel và đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch đáp trả quân sự của Tel Aviv nhằm vào lực lượng Hamas ở Gaza. Ngay sau khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ hôm 7 tháng 10, Washington đã cấp gói viện trợ khẩn cấp cho Israel và điều động hai biên đội tàu sân bay, một tàu ngầm mang tên lửa đến địa trung hải. Một số thành viên Đảng Dân chủ cho rằng, bất kỳ viện trợ quân sự nào dành cho Israel cần tùy thuộc vào việc tiến hành các bước nhằm giảm thương vong cho dân thường ở Gaza. Đổ nát và tan hoang là những gì mà người ta nhìn thấy ở thị trấn Jabalia thuộc Bắc Gaza. Đáng buồn hơn, xung đột còn khiến nhiều ngôi mộ ở nghĩa trang Faluja nằm trên địa bàn của thị trấn này không còn nguyên vẹn hãng tin reuters đã phát đi những video cho thấy bom đạn trong xung đột israel hamas đã tàn phá thị trấn zabalia ở bắc gaza kinh khủng như thế nào ở một đoạn video đầu tiên người ta thấy thị trấn zabalia dường như không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn tất cả đã đổ sụp vẹo nghiêng với những bức tường lỗ chỗ vết bom đạn tại đó những cư dân còn bám trụ lại di chuyển lặng lẽ qua đống đổ nát và cơn mưa khiến con đường vốn cũng bị cày sới bởi bom đạn càng trở nên tồi tệ hơn trong một đoạn video khác nghĩa trang Faluja ở thị trấn Jabalia không còn nguyên vẹn nhiều ngôi mộ bị cày lên cùng bia mộ vỡ nát và ở đó người ta nhìn thấy vệt bánh xích xung đột giữa Israel và Hamas tới nay đã bước sang tháng thứ ba và Liên hợp quốc đã phải lên tiếng cảnh báo về tình hình nhân đạo ở dài Gaza phát biểu với báo giới tại Geneva thụy sĩ người đứng đầu cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc OHCHR Volker Türk nhấn mạnh tình hình nhân đạo tại vùng lãnh thổ này hiện vô cùng bấp bênh, thậm chí đang bên bờ vực thẳm và kêu gọi các bên xung đột ở Gaza tôn trọng các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Phát ngôn trên của người đứng đầu OHCHR được đưa ra sau khi Israel tiếp tục ném bom vào giải Gaza hơn 2 tháng sau khi Hamas tấn công Israel. Liên Hợp Quốc ước tính 1,9 triệu người tại vùng lãnh thổ có 2,4 triệu dân này đã phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, trong đó 50% là trẻ em cùng ngày hãng reuters dẫn lời tổng thống mỹ joe biden nhận định israel đang bắt đầu đánh mất sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế sau khi nước này ném bom vào gaza khiến nhiều thường dân palestine thiệt mạng phát biểu tại sự kiện gây quỹ tranh cử ở washington ông biden nêu rõ họ israel đang bắt đầu mất đi sự ủng hộ tổng thống biden cũng cho rằng thủ tướng israel benjamin netanyahu cần thay đổi chính phủ theo đường lối cứng rắn hiện nay của israel theo ông chính phủ israel không muốn giải pháp hai nhà nước hướng đi mà washington đã kêu gọi thúc đẩy sau khi xung đột hamas israel nổ ra về phần mình thủ tướng israel benjamin netanyahu thừa nhận mặc dù mỹ ủng hộ mục tiêu của israel tiêu diệt hamas và giải cứu con tin giữa hai bên tồn tại bất đồng quan điểm về việc quản lý gaza sau khi kết thúc chiến tranh ông netanyahu tuyên bố gaza sẽ không thuộc về hamas hay phong trào fatah của tổng thống palestine mahmoud abbas khẳng định sẽ không cho phép Israel lặp lại sai lầm của Hiệp ước Oslo năm 1993, theo đó giao cho người Palestine quyền tự chủ hạn chế tại bờ Tây và Gaza. Cuộc xung đột ở giải Gaza bắt đầu với vụ tấn công của các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas là 1.200 người ở Israel thiệt mạng hôm 7 tháng 10 và khiến khoảng 240 người trở thành con tin. Sau đó, Israel đã đáp trả bằng chiến dịch không kích và trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hamas ở giải Gaza. Theo số liệu của cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành, chiến dịch tấn công đáp trả của Israel đã làm hơn 18.000 người thiệt mạng, chủ yếu là thường dân. Theo Trung tâm Vệ tinh của Liên Hợp Quốc UNOSAT, tính đến ngày 26 tháng 11 đã xác định được 10.049 công trình bị phá hủy, 8.243 công trình bị hư hỏng nặng và 19.087 công trình bị hư hỏng vừa phải, tổng cộng 37.379 công trình bị ảnh hưởng. Điều này tương ứng với khoảng 18% tổng số công trình ở giải Gaza đã bị phá hủy kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Thưa quý vị, áp lực đối với Israel về việc ngưng bắn ở giải Gaza ngày càng gia tăng sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc UNGA thông qua nghị quyết liên quan và Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo sự ủng hộ của quốc tế với Israel ngày càng giảm sút. Tại phiên họp khẩn cấp lần thứ 10 về khủng hoảng Gaza, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo ngay lập tức ở giải Gaza và trả tự do vô điều kiện cho các con tin ngay lập tức bất chấp sự phản đối của Mỹ, Israel và 8 quốc gia khác. Phát biểu tại phiên họp nêu trên, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Janet Francis cho rằng đang có các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào dân thường, sự sụp đổ của các hệ thống nhân đạo và tình trạng thiếu tôn trọng sâu sắc luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo quốc tế nhà ngoại giao này khẳng định chiến tranh cũng phải có luật lệ và các bên không được phép trạch hướng khỏi các nguyên tắc cùng giá trị cốt lõi. Một ngày sau, phát biểu tại sự kiện gây quỹ tranh cử ở Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ họ, tức Israel, đang bắt đầu mất đi sự ủng hộ do đánh bom bừa bãi. Tổng thống Biden cũng cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cần thay đổi chính phủ theo đường lối cứng rắn hiện nay của Israel. Theo ông Biden, chính phủ Israel không muốn giải pháp hai nhà nước hướng đi mà Washington đã kêu gọi thúc đẩy sau khi xung đột Hamas Israel nổ ra. Theo hãng tin Al Jazeera có trụ sở ở Qatar, sau chỉ trích công khai gay gắt nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với Israel kể từ khi nước này bắt đầu cuộc chiến với Hamas, một loạt đồng minh của Israel đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn. Australia, Canada và New Zealand đã đưa ra một tuyên bố chung hiếm hoi kêu gọi chấm dứt thù địch Đồng thời cảnh báo rằng không gian an toàn cho dân thường ở Gaza đang ngày càng thu hẹp. Australia, Canada và New Zealand đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của UNGA kêu gọi ngừng bắn, bất chấp mối quan hệ chặt chẽ với Israel. Trong tuyên bố chung, lãnh đạo ba nước nhấn mạnh cái giá để đánh bại Hamas không thể là sự đau khổ liên tục của tất cả người dân Palestine. Đối với Mỹ, sau tuyên bố nêu trên của ông Biden, Nhà Trắng có kế hoạch cử cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan tới Israel ngay trong tuần này trong chuyến đi mà ông Biden cho biết sẽ một lần nữa nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với Israel, nhưng cũng nêu yêu cầu bảo vệ mạng sống của dân thường ở Gaza. Trên thực tế, trong nhiều tuần qua, Washington đã kêu gọi Israel quan tâm hơn nữa để tránh thương vong cho dân thường ở Gaza, đồng thời nói rằng có quá nhiều người Palestine đã thiệt mạng. Tuy nhiên, chính phủ Israel đã thẳng thừng từ chối xem xét lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza cho đến khi tất cả những người bị Hamas bắt giữ trong cuộc đột kích ngày 7 tháng 10 được trả tự do. Nhà phân tích chính trị cấp cao của Al Jazeera, ông Marwan Bissara cho rằng giờ là lúc Tổng thống Mỹ gây áp lực buộc Thủ tướng Israel phải thay đổi đường lối đối với Gaza, bao gồm cả việc thực hiện lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Về phần mình, giáo sư Mohamed Chekawi tại Đại học George Mason lưu ý rằng, Ông Biden có thể đang lên kế hoạch nâng cao vị thế thông qua chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới khu vực vào tuần tới. Theo giáo sư Cherkawi, ông Biden không còn ủng hộ chính phủ Israel hiện tại, đặc biệt là khi ông Biden đã điểm mặt chỉ tên Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir và nói rằng ông này là người không nên tham gia chính phủ. Nếu ông Netanyahu tính toán rằng cần ít nhất 2 tháng nữa để hoàn thành sứ mệnh quân sự của mình. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ kéo dài như vậy. Cho nên, chúng ta có thể thấy một số áp lực của Mỹ để chấm dứt chiến tranh trước cuối năm 2023. Giáo sư Chekowi nhận định, cuộc xung đột ở dài Gaza bắt đầu với vụ tấn công của các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas là 1.200 người ở Israel thiệt mạng hôm 7 tháng 10 và khiến khoảng 240 người trở thành con tin. Sau đó, Israel đáp trả dữ dội bằng chiến dịch không kích và trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hamas ở dài Gaza. Theo số liệu của Cơ quan Y tế Gaza do Hamas điều hành, chiến dịch bắn phá của Israel đã làm hơn 18.000 người thiệt mạng và gần 50.000 người khác bị thương. Ngoài ra, còn nhiều người khác chết dưới đống đổ nát, không được thống kê. Lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận có thêm hai binh sĩ thiệt mạng tại Gaza nâng tổng số quân nhân thiệt mạng trong các hoạt động chiến đấu tại Gaza lên 10 người. Toàn bộ thương vong xảy ra tại thành phố Seyaya thuộc khu vực Bắc Gaza. Đây được coi là ngày chết chóc nhất với quân đội Israel kể từ khi nước này triển khai bộ binh tấn công vào Gaza hôm 27 tháng 10. Tính từ đầu chiến dịch tấn công bộ binh, tổng thương vong của IDF theo công bố chính thức là 115 người chết, 600 người bị thương. Tuy nhiên, theo truyền thông khu vực, con số thương vong thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần số liệu công bố. Bất chấp tổn thất ngày càng tăng với lực lượng bộ binh tại Gaza cùng sức ép quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua khẳng định chiến dịch tấn công vào Gaza sẽ tiếp tục cho tới khi đạt được mục tiêu đề ra là tiêu diệt hoàn toàn Hamas. Lực lượng đã tiến hành cuộc tấn công ổ ạt vào miền nam Israel sáng ngày 7 tháng 10, khiến 1.200 người chết và hàng nghìn người khác bị thương. Người đứng đầu chính phủ Israel nêu rõ, kế hoạch tác chiến tại Gaza sẽ tiếp tục được tiến hành bất kể có nhận được sự ủng hộ của thế giới hay không. Trong khi đó, cơ quan y tế Palestine tại Gaza cho biết, các cuộc tấn công bằng cả không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh của quân đội Israel vào Gaza trong 24 giờ qua khiến hơn 200 người chết và gần 400 người bị thương. Hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm đa số. Về tình hình cứu trợ nhân đạo, Chính quyền Ai Cập hôm qua thông báo đã bắt đầu chuyển hàng cứu trợ quốc tế vào giải Gaza thông qua cửa khẩu trên bộ thứ hai là Kerem Abu Salem. Trước đó, toàn bộ hoạt động chuyển hàng cứu trợ nhân đạo từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào Gaza đều được thực hiện thông qua cửa khẩu Rafah. Theo hãng tin Reuters, trong bối cảnh giao tranh dữ dội đang diễn ra đồng thời ở phía Bắc và phía Nam của Gaza, quân đội Israel ngày 13 tháng 12 đã báo cáo tổn thất quân sự tồi tệ nhất trong hơn một tháng qua, bao gồm một đại tá thiệt mạng trong chiến dịch trên bộ. Các quan chức viện trợ cho biết, thời tiết mùa đông mưa nhiều đã khiến điều kiện của hàng trăm nghìn gia đình phải ngủ trong những căn lều tạm bợ trở nên tồi tệ hơn. Phần lớn trong số 2,3 triệu người ở Gaza đã trở thành người vô gia cư. Kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần sụp đổ vào đầu tháng 12, Israel đã mở rộng chiến dịch trên bộ từ phía bắc giải Gaza vào phía nam, tấn công thành phố lớn thứ hai khu vực là Khan Yunis. Trước đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết về một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại Gaza. Mặc dù cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng bắn không có hiệu lực pháp lý, nhưng là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy sự ủng hộ của quốc tế đối với hành động của Israel đang bị suy yếu. 3 phần tư trong số 193 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ và chỉ có 8 quốc gia cùng với Mỹ và Israel bỏ phiếu chống. Trong khi đó, thủ lĩnh lực lượng Hamas của Palestine, ông Ismail Haniyeh, ngày 13 tháng 12, trong bài phát biểu được phát sóng trên kênh truyền hình Al Jazeera, ông Haniyeh khẳng định phong trào này sẵn sàng thảo luận về bất kỳ thỏa thuận hoặc sáng kiến nào có thể chấm dứt xung đột với Israel đồng thời cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào về tương lai của giải Gaza mà không có sự tham gia của Hamas sẽ không thể thành công. Ông Hanije nói thêm, Hamas hoan nghênh nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và đánh giá cao những nỗ lực của Ả Rập Xê Út và Ủy ban Bộ trưởng Ả Rập Hồi giáo nhằm chấm dứt xung đột ở dải đất ven biển của Palestine đang bị phong tỏa này. Trong khi đó, theo một nghiên cứu của Liên hợp quốc công bố ngày 13 tháng 12, thiệt hại kinh tế của cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở dải Gaza đối với các nước láng giềng Ả Rập bao gồm Liban Ai Cập và Jordani có thể tăng lên hơn 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và đẩy hơn 230.000 người vào cảnh nghèo đói. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ không có hòa bình ở Ukraine cho đến khi Nga đạt được các mục tiêu trong kế hoạch quân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu cuộc họp báo thường niên cuối năm với câu hỏi về Ukraine. Ông khẳng định các mục tiêu của Moscow trong hoạt động quân sự vẫn giữ nguyên và sẽ không có hòa bình ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu đó. Nhà lãnh đạo Nga nói, mục tiêu phi quân sự hóa và duy trì vị thế trung lập ở Ukraine vẫn đang được tiến hành. Những mục tiêu này từng được ông Putin nêu rõ khi phát động xung đột ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Kể từ đó, Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố hoạt động xung đột ở Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được những mục tiêu này. Ông Putin cho hay, đồng thời yêu cầu Ukraine giữ thái độ trung lập và không tham gia liên minh NATO. Về vấn đề phi quân sự hóa, người Ukraine không muốn đi đến một thỏa thuận, thì chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp khác, bao gồm cả biện pháp quân sự. Tổng thống Nga nhấn mạnh sẽ có hòa bình khi chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, hiện nay Ukraine gần như không sản xuất được gì và mọi thứ đều đến từ phương Tây, nhưng điều đó sẽ chấm dứt vào một ngày nào đó. Ông nói, phương Tây đã cung cấp mọi thứ mà họ cam kết cho Ukraine, thậm chí còn hơn thế nữa, nhưng Nga đang phá hủy các thiết bị quân sự này trong chiến dịch quân sự của mình. Ông Putin nói thêm rằng lực lượng Nga đã phá hủy 747 xe tăng và 2.300 xe bọc thép kể từ khi Ukraine phát động cuộc phản công vào mùa hè. Tổng thống Nga cũng cho biết hiện nay có khoảng 244.000 lính nhập ngũ đang tham gia vào xung đột, đồng thời khẳng định sẽ không có đợt động viên lần thứ hai ông putin khẳng định nhiệm vụ chính hiện nay là củng cố chủ quyền của nước nga an ninh biên giới đảm bảo quyền và sự tự do cho người dân chủ quyền công nghệ kinh tế và tài chính là tương lai của mỗi quốc gia trong đó có nga sự kiện họp báo cuối năm thường niên được tổng thống nga sử dụng để tiếp nhận phản hồi về các chính sách của chính phủ nga sau một năm điều hành trung tâm tiếp nhận cuộc gọi đến đường dây trực tiếp với tổng thống nga đã phải làm việc liên tục trong những ngày qua đã có hơn 2 triệu câu hỏi từ người dân gửi đến nhà lãnh đạo Nga trước thềm cuộc đối thoại. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Peskov, xung đột ở Ukraine và tình hình quốc tế là những chủ đề chính trong số các câu hỏi của người dân. Bên cạnh đó, người dân Nga cũng đặt câu hỏi cho Tổng thống Putin về khả năng chống chịu của nền kinh tế Nga cũng như việc đáp ứng các nghĩa vụ xã hội của nhà nước. Ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện này và xem xét các câu hỏi theo các nhóm chủ đề chính. Các lãnh đạo EU quyết định mở cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine bỏ qua sự phản đối từ Hungary. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels Bỉ ngày 14 tháng 12, lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu-EU ra quyết định liên quan Ukraine theo cách không chính thống. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán từ chối sử dụng quyền phủ quyết và đồng ý rời phòng khi lãnh đạo 26 nước thành viên còn lại đồng ý mở đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz mô tả động thái là dấu hiệu ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine. Các nguồn tin cho biết ông Scholz đóng vai trò quan trọng trong việc để ông Orbán rời phòng, dọn đường cho quyết định. EU còn chấp thuận tiến hành các cuộc đàm phán tư cách thành viên của Moldova và trao tư cách ứng viên cho Georgia. Thủ tướng Scholz đang trên mạng xã hội X. Rõ ràng các quốc gia này thuộc về gia đình châu Âu quyết định tại hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles đưa Ukraine gần hơn mục tiêu trở thành thành viên EU. Động thái diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine khi cuộc phản công không đạt kết quả đáng kể và Quốc hội Mỹ chưa thông qua gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Theo tờ The Kiev Independent, thông báo từ hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở Bruxelles đã mang lại một chiến thắng chính trị quan trọng cho Ukraine, trong bối cảnh nước này lo ngại rằng Thủ tướng Hungary Viktor Orbán sẽ cản trở việc bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU và sự không chắc chắn về viện trợ từ Mỹ. Được biết, Ukraine nộp đơn gia nhập EU vào năm ngoái, không lâu sau khi Nga mở hoạt động quân sự. Tuy nhiên, nguyện vọng này của Kiev vấp phải sự phản đối của Hungary, một thành viên của khối. Để khởi động đàm phán, EU cần được sự đồng thuận của tất cả thành viên. Quyết định khởi động đàm phán được đưa ra sau 8 giờ tranh luận căng thẳng tại hội nghị của Hội đồng châu Âu diễn ra ở Brussels. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói với các nhà báo ở Brussels, đây là một thời điểm lịch sử và nó cho thấy uy tín của Liên minh châu Âu, sức mạnh của Liên minh châu Âu. Quyết định đã được đưa ra, chúng tôi mở các cuộc đàm phán với Ukraine và Moldova. Ông Michel nhấn mạnh, điều quan trọng là không có quốc gia thành viên nào phản đối quyết định này. Đây là lý do tại sao chúng tôi có thể đưa ra thông báo này vào tối nay. Hãng tin Reuters của Anh cho biết thêm, việc bật đèn xanh bất ngờ cho các cuộc đàm phán đã diễn ra khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người trong nhiều tuần nói rằng ông sẽ ngăn chặn một thỏa thuận như vậy, đồng ý rời khỏi phòng họp trong khi các nhà lãnh đạo khác tiếp tục thảo luận và bỏ phiếu. Trước đó, trả lời phỏng vấn báo giới, chuyên gia cấp cao của Tổ chức Nghiên cứu Chính trị Bruger Heiter Graf nhận xét, Liên minh châu Âu nói chung rất cam kết với Ukraine do lo ngại hậu quả về mặt địa chính trị của việc mất Ukraine. Đây được xem là hệ quả khủng khiếp đối với an ninh châu Âu, đối với nền kinh tế châu Âu và đối với toàn bộ dự án châu Âu. Vì vậy, hai sáu quốc gia thành viên còn lại sẽ tìm ra cách nào đó để vượt qua những tranh cãi. Bất chấp việc các nhà lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ủng hộ việc Ukraine gia nhập khối, Hungary đến nay vẫn là quốc gia thành viên không ủng hộ chủ trương này. Hungary từ lâu vốn phản đối việc kết nạp Ukraine vào Liên minh châu Âu. Theo quan điểm của Hungary, trong thời điểm hiện nay, Liên minh châu Âu nên hướng tới quan hệ đối tác chiến lược với Ukraine thay vì kết nạp quốc gia này. Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Kirin Alexeyevich Budanov, sinh ngày 4 tháng 1 năm 1986, bị truy nã theo một điều khoản trong Bộ luật hình sự. Tội danh khiến người này bị truy nã không được công bố FSB Nga trước đó đã chỉ đích danh Budanov là kẻ tổ chức vụ tấn công khủng bố ở cầu Krum ngày 8 tháng 10 năm 2022. Khi đó trên cầu có một chiếc xe tải bị nổ. Kết quả là 7 thùng nhiên liệu trên một đoàn tàu đang chạy trên cầu bốc cháy. Ngoài ra, Budanov đã nhiều lần nói về sự tham gia của Kiev vào các vụ tấn công khủng bố nhằm vào những người Nga nổi tiếng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi những tuyên bố của nhân vật nói trên là khủng bố. Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cũng đã bắt giữ người đàn ông bị cáo buộc hợp tác với Cơ quan Tình báo Ukraine để thực hiện tấn công khủng bố trên tuyến đường sắt ở Siberia. Cụ thể, FSB cho hay đã bắt giữ nam công dân Belarus bị tình nghi cho nổ hai đoàn tàu chở các sản phẩm dầu mỏ di chuyển trên tuyến đường sắt Baikan Amu BAM. FSB thông báo, nghi phạm sinh năm 1971 đã thú nhận hành động theo lệnh của một công dân Belarus khác đang sống ở Lithuania và người này làm việc cho các cơ quan đặc biệt của Ukraine. Nghi phạm được hướng dẫn lấy 8 thiết bị nổ từ một kho lưu trữ bí mật và vận chuyển bằng ô tô đến Cộng hòa Buzhatia ở phía đông Siberia, sau đó cài chất nổ trên thùng các đoàn tàu chở hàng. Các thiết bị nổ đã được kích nổ từ xa khi đoàn tàu di chuyển qua đoạn đường hầm sevro trên tuyến BAM. Hậu quả, hoạt động di chuyển dọc tuyến đường sắt bị ảnh hưởng tạm thời. Giới chức Nga cho biết họ đang điều tra xem liệu nghi phạm có liên quan tới các hành động khủng bố hoặc phá hoại khác ở Nga theo lệnh của chính phủ ký ép hay không. Trong một diễn biến khác, vừa qua Giám đốc Tình báo Đối ngoại Nga cho rằng phương Tây đang thảo luận khả năng thay thế Tổng thống Zelensky bằng ứng viên khác, trong đó có tư lệnh quân đội. Sergei Naryskin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga SVR, Nói rằng các quan chức cấp cao phương Tây đang có những cuộc thảo luận nghiêm túc về phương án thay thế tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Naryshkin nói, một trong những lý do là ông Zelensky chưa thực hiện được lời hứa đánh bại Nga trên chiến trường và thái độ thiếu tôn trọng của tổng thống Ukraine với các đối tác nước ngoài. Các lý do khác do ông Nariskin nêu ra là tình trạng tham nhũng tại Ukraine với quy mô khiến các chính trị gia phương Tây thấy sốc. Vấn đề chính là việc ông Zelensky mất đi tính linh hoạt trong xung đột với Nga vì lợi ích của Mỹ và các đồng minh. Theo giám đốc SVR, phương Tây tin rằng Tổng thống Ukraine đã đi quá xa trong việc xây dựng hình ảnh một lãnh đạo không khoan nhượng với Nga. Do đó, Tổng thống Ukraine không thể trở thành một bên đàm phán với Nga khi cần thiết vì mục đích đóng băng tạm thời xung đột. Trung tình báo Nga cho rằng kịch bản thiết lập lệnh ngừng bắn có thể thành hiện thực vào thời điểm lực lượng vũ trang Ukraine mất hoàn toàn năng lực tiến công. Thưa quý vị, gần 200 công dân Nepal được cho là đang phục vụ trong quân đội Nga với tư cách lính quân sự tư nhân. Những người này nói rằng họ làm như vậy thực chất chỉ vì tiền. Theo tờ Independent Anh, cách đây vài tháng, một quan chức Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bị bắt khi đang chiến đấu cho quân đội Nga. Người đàn ông này không được phía Nga đào tạo cũng như không phải là công dân Nga và anh ta không có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, người này đã bay hơn 4.000 km để tới phục vụ cho một trong các lữ đoàn thuộc lực lượng lính dù Nga, đoạn video cho biết. Trong đoạn video được đăng tải bởi Cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko, người đàn ông tên Baybek Khachi đến từ Nepal, nơi có dân số và tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng, thừa nhận gia nhập lực lượng Nga chỉ vì tiền. Khachi nói trong video, anh cho biết bạn bè của anh đã khuyên anh gia nhập đội ngũ lính đánh thuê. Gia đình tôi đang gặp khó khăn, Mẹ tôi không có việc làm, chúng tôi cần tiền. Vì vậy, tôi đã quyết định gia nhập quân đội Nga. Kha không phải là người duy nhất bị thu hút bởi những lời đề nghị béo bở từ Moscow. Đại sứ Nepal tại Nga Milan Rai Tulapha cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kiev Post rằng gần 200 công dân Nepal được cho là đang phục vụ trong quân đội Nga với tư cách lính đánh thuê. Tờ Independent nhận định đây chắc chắn là một công việc có mức độ rủi ro cao. Ít nhất 6 công dân Nepal đã thiệt mạng khi chiến đấu cho Nga trên tiền tuyến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, khiến chính phủ Nepal phải chịu áp lực từ công chúng trong việc đưa thanh niên nước này trở về. Lính Nepal, hay còn gọi là chiến binh Gurkha, nổi tiếng về lòng dũng cảm và kỹ năng chiến đấu. Nepal không cho phép công dân phục vụ quân đội nước ngoài, trừ lực lượng của Anh và Ấn Độ theo thỏa thuận ký kết giữa ba nước. Tuy nhiên, nhiều chiến binh vẫn tìm cách ra nước ngoài làm lính đánh thuê, trong đó Nga là điểm đến hấp dẫn các chiến binh Gurkha không chỉ xuất ngoại phục vụ quân đội Nga. Tờ Independent của Anh cho hay, nhiều thông tin cho thấy lính đánh thuê Nepal cũng đang gia nhập quân đội Ukraine chiến đấu chống lại Nga. Những người lính này có thể phải đối mặt với chính đồng hương của mình trên chiến trường. Ngoài Nga và Ukraine, nhiều công dân Nepal cũng hiện diện trong hàng ngũ các lực lượng khác như Pháp, Mỹ mà không có thỏa thuận chiến lược hay song phương nào. Theo dữ liệu từ cơ quan di trú Mỹ, gọi tắt là USCIS, ít nhất 1.000 người Nepal đã được nhập tịch Mỹ trong năm 2021 bằng cách gia nhập quân đội nước này. Cựu đại sứ Nepal tại Pháp Krishna Srattha năm 2016 cho biết ít nhất 300 chiến binh Gurkha được cho là đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Pháp. NATO ngày 13 tháng 12 thông báo các thành viên sau cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, viết tắt là NAC, Cơ quan Giá quyết định Chính trị của Khối, đã nhất trí về việc tăng ngân sách quân sự cho năm 2024 thêm 12% lên 2,03 tỷ euro, khoảng 2,19 tỷ đô la Mỹ và ngân sách dân sự thêm 18,2% lên 438,1 triệu euro, tương đương 472,6 triệu đô la Mỹ. Ngân sách dân sự của NATO cung cấp kinh phí cho nhân sự, chi phí vận hành và chương trình chi tiêu của trụ sở NATO và nhân viên quốc tế của tổ chức này, trong khi ngân sách quân sự trang trải chi phí vận hành của trụ sở nhiệm vụ và hoạt động của cơ cấu chỉ huy NATO trên khắp thế giới. Mới đây, Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg đã kêu gọi tăng cường sức mạnh của Liên minh quân sự này trong bối cảnh tất cả các cơ chế kiểm soát vũ khí chính đã không còn tồn tại. NATO hiện đã tăng cường các hoạt động giám sát dọc theo sườn phía đông của tổ chức này sau khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Theo Phó Tổng thư ký NATO Mercy Joanna, tăng ngân sách quân sự sẽ giúp tổ chức này ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức an ninh chung. Nó thể hiện sự đoàn kết và ý chí tập thể của các thành viên trong khối. Trong thời kỳ hỗn loạn, chúng ta cần điều đó hơn bao giờ hết. NATO tăng ngân sách quốc phòng trong bối cảnh tổ chức này đang chịu nhiều áp lực từ nhiều cuộc xung đột trên thế giới. Giới chức NATO lo ngại xung đột ở giải Gaza sẽ ảnh hưởng tới lực lượng của khối đồn trú tại khu vực khi các nhóm vũ trang thân Iran gần đây liên tục tập kích căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh tại Syria, Iraq nhằm thể hiện sự ủng hộ với Hamas. Tại châu Âu, xung đột Nga-Ukraina tiếp tục thu hút sự quan tâm của NATO. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 12 tháng 12 cũng đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 200 triệu đô la Mỹ cho Ukraina. Khoản viện trợ 200 triệu đô la Mỹ được ông Biden công bố được thực hiện theo quyền rút vốn tổng thống, gọi tắt là PDA cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden chuyển vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội nước này trong trường hợp khẩn cấp. Gói viện trợ này sẽ bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, tên lửa chống bức xạ tốc độ cao, hệ thống chống thiết giáp, đạn pháo, tên lửa, đạn phá hủy, 4 triệu viên đạn vũ khí nhỏ, máy phát điện và các thiết bị khác và phụ tùng thay thế. Ông Biden cho rằng Quốc hội Mỹ cần thông qua nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine trước khi tạm nghỉ. Hạ viện Mỹ sẽ đóng cửa vào hôm 14 tháng 12, bắt đầu kỳ nghỉ lễ cuối năm kéo dài hơn 3 tuần. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cũng đã gặp các nhà lập pháp trên đồi Capitol để vận động viện trợ nhiều hơn trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga. Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa Mick McConnell cho biết Quốc hội Mỹ gần như không thể thông qua gói tài trợ bổ sung, trong đó bao gồm gói 60 tỷ đô la Mỹ đang bị đình trệ cho Kiev trước Giáng sinh dự luật nhằm cung cấp viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho kỳ ép của Nhà Trắng đã bị Thượng viện Mỹ chặn vào tuần trước. Đảng Cộng hòa yêu cầu chính quyền kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn ở biên giới phía Nam Mỹ để đổi lấy việc phê duyệt hỗ trợ Ukraine. Ông Zelensky đến Mỹ để kêu gọi nguồn viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine. Điều này diễn ra trong bối cảnh cuộc phản công kéo dài 6 tháng chống lại Nga không mang lại kết quả đáng kể. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Kiev đã mất hơn 125.000 quân nhân và 6.000 thiết bị hạng nặng kể từ đầu tháng 6. Trong thời gian tới, các lực lượng vũ trang Nga được cho là sẽ nhắm mục tiêu vào ba thành phố của đối phương trong cuộc tấn công tiếp theo, bao gồm Kiev, Odessa và Kharkov. Cụ thể, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa mạnh mẽ thứ hai nhằm vào các mục tiêu ở Kiev. Ít nhất 3 vụ nổ đã được báo cáo. Bản đồ các cuộc tấn công của Nga vào Kiev bao gồm quận phía Tây Nam, khu vực phía đông gần sân bay ở Brovary và phía tây bắc thành phố. Tần suất so các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ngày càng tăng và trọng tâm cho thấy Nga đang thực hiện một chiến dịch tấn công nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Đáng chú ý là nhiều nghị sĩ Ukraine bất ngờ bộc lộ mong muốn từ chức và ra đi. Theo mạng xã hội, các nghị sĩ Ukraine cố gắng bán tài sản của họ gần Kiev với bất kỳ mức giá hợp lý nào. Tất cả điều này cho thấy Quốc hội Ukraine đã nhận thức được tình hình thực tế ở mặt trận thành phố thứ hai mà lực lượng Nga nhắm tới từ lâu là Odessa. Lực lượng vũ trang Ukraine đã khẩn trương gửi hệ thống phòng không Patriot từ Odessa. Trong thỏa thuận ngũ cốc, Ukraine đã tích lũy được tiềm năng quân sự to lớn ở Odessa và khu vực như nhà kho, nhà máy sản xuất máy bay không người lái và trung tâm đào tạo với đội ngũ giảng viên NATO. Đêm hôm 13 tháng 12, bom đạn lảng vảng tấn công vào lãnh thổ một nhà máy sửa chữa ô tô ở Odessa. Thành phố Kharkov nằm tiếp theo trong danh sách lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào doanh trại của Học viện Không quân Kharkov, nơi các sĩ quan và binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine cư trú. Nhà chứa máy bay của sân bay quân sự Chukovsky với các xưởng sản xuất UAV, nhà máy vận tải và chế tạo máy Malyshev. Tướng Ukraine Alexander Sisky cảnh báo rằng lực lượng Nga sẽ tiến tới Kharkov sau khi chiếm Kupiansk. Nga cần chiếm thành phố này để bảo vệ các vùng Bengorod, Kursk và Bryansk khỏi các cuộc tấn công của Ukraine. Các quan chức ở Ukraine trước đó nói rằng chỉ trong vòng 24 giờ, các lực lượng nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhắm vào 11 tỉnh của Ukraine, khiến ít nhất 6 người bị thương. Tuy nhiên, chưa có thông tin về phản ứng của nga đối với cáo buộc trên của phía Ukraine. Moscow lâu nay phủ nhận các hoạt quân sự của nga-Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự. Ngoài ra, phát ngôn viên quân đội Ukraine Oleksandr Stupul nói các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn mới với sự hỗ trợ của xe bọc thép vào thành phố Adipka của Ukraine. Ông Stupol có nói rằng chiến tuyến ở miền đông Ukraine hầu như không thay đổi trong vài tuần qua. Cách đây hơn 2 tháng, Nga đã phát động nỗ lực mới nhằm giành quyền kiểm soát Adipka và lực lượng nước này đang tiến dần về phía hai bên sườn để cố gắng cắt đứt các đường tiếp tế. Ông Stupol khẳng định, những trận chiến khốc liệt vẫn tiếp diễn, các binh sĩ của chúng tôi đang kiên quyết phòng thủ. Nga phê chuẩn thỏa thuận với Belarus về việc tạo ra các cơ sở đào tạo chung cho quân nhân của cả hai nước với đạo luật phù hợp được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thành luật hôm 12 tháng 12. Bên cạnh đó, Nga và Belarus đã ký các thỏa thuận để tiếp tục hợp tác nhằm phối hợp phòng thủ trước sự tăng cường triển khai quân sự quy mô lớn của Bà Lan và những lời lẽ được cho là ngày càng hiếu chiến của giới lãnh đạo NATO. Khối quân sự phương Tây cũng đang tiếp tục tập trung quân đội và khí tài quân sự gần biên giới nga và belarus theo các thỏa thuận các trung tâm huấn luyện quân sự mới sẽ được thành lập nhằm tăng cường mức độ phối hợp và kỹ năng của binh lính từ các lực lượng vũ trang của nga và belarus cũng như thúc đẩy sự thống nhất trong huấn luyện quân sự ở cả hai nước hoạt động của các lực lượng quân sự chung này sẽ được điều hành bởi một bộ chỉ huy chung trong khi các cơ sở huấn luyện sẽ được thành lập theo quyết định giữa bộ quốc phòng nga và belarus Sáng kiến huấn luyện này chỉ là bước mới nhất trong câu chuyện dài về hợp tác quốc phòng giữa Nga và Belarus khi cả hai nước hiện phải đối phó với những gì họ cho là nguy cơ từ phương Tây. Từ năm 2009, Moscow và Minsk đã ký thỏa thuận về việc bảo vệ chung biên giới không phận của nhà nước liên minh, thực thể siêu quốc gia bao gồm Nga và Belarus và về việc thành lập hệ thống phòng không thống nhất trong khu vực. Các chi tiết cụ thể của kế hoạch này được làm rõ hơn trong một nghị định thư bổ sung vào năm 2017. Vào năm 2022, một đội quân chung Nga-Belarus gồm vài nghìn binh sĩ được triển khai ở Belarus để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng từ phía Ba Lan và Ukraine. Một năm sau, Moscow và Minsk đồng ý bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên đất Belarus. Ngoài việc tự triển khai các đầu đạn, Moscow còn cung cấp cho Minsk hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Hệ thống này có thể phóng tên lửa mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân. Thông thường, Nga và Belarus cũng tiến hành nhiều hoạt động quân sự chung. Lực lượng vũ trang Nga và Belarus tham gia các cuộc tập trận quân sự chung Union Zero hàng năm kể từ năm 2006 và hai năm một lần kể từ năm 2009. Trước đó, quân đội Belarus đã nhận được các hệ thống pháo tên lửa Polonez M, đây là sản phẩm được phát triển chung với Trung Quốc. Việc tiếp nhận vũ khí mới được tổ chức trong một buổi lễ có sự tham dự của Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Belarus, Thiếu tướng Viktor Gulevich. Ông Viktor Gulevich tuyên bố tại sự kiện, đồng thời ông cũng nhấn mạnh các khả năng tiên tiến của Polonez M. Lãnh đạo của chúng tôi rất quan tâm vào việc phát triển lực lượng tên lửa và pháo binh, đặc biệt là học hỏi từ các quân đội có kinh nghiệm như Trung Quốc. Polonez M là chương trình hợp tác phát triển vũ khí chung giữa hai nước. Phía Belarus chịu trách nhiệm sản xuất các phương tiện và bệ phóng cho tên lửa, còn Trung Quốc tập trung sản xuất loại đạn tên lửa với tầm bắn được cho là xa nhất thế giới. Trong buổi lễ bản giao, điều đáng chú ý là chỉ có các bệ phóng tên lửa được trưng bày. Điều này cho thấy rằng việc chuyển giao đạn tên lửa từ Trung Quốc có thể đang chờ xử lý. Polonezmer được nhiều người coi là hệ thống pháo tên lửa có khả năng mạnh nhất ở châu Âu và không có đối thủ nào ngang hàng trong số các hệ thống được các quốc gia thành viên NATO hoặc Nga trang bị. Điểm đáng chú ý nhất của Polonezmer là có tầm bắn lên tới 300 km, tức là tương đương với tầm bắn của tên lửa đạn đạo Scud B và gấp 2 lần đến 3 lần so với hầu hết các hệ thống pháo tên lửa hiện đại khác trên thế giới. Hệ thống Tornado S hiện đại của Nga cũng chỉ có tầm bắn 90 km và khi được nâng cấp, tầm bắn cũng chỉ lên tới 120 km. Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi dự hội nghị thượng đỉnh Bắc Âu ở Oslo, Na Uy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Thủ tướng Hungary Viktor Orbán không có lý do gì để ngăn cản Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu EU. Ông Zelensky kể về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Thủ tướng Hungary Orbán ở Argentina vào ngày 10 tháng 12. Tôi thẳng thắn nói rằng ông ấy không có lý do gì để ngăn cản tư cách thành viên EU của Ukraine. Tôi yêu cầu Thủ tướng Hungary cho biết một lý do và vẫn đang chờ câu trả lời. Hầu hết, 27 thành viên của EU muốn mở các cuộc đàm phán về việc gia nhập liên minh của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh trong tuần này, đồng thời nhất trí sẽ hỗ trợ thêm hàng tỷ euro cho Kiev trong cuộc chiến với Nga. Nhưng cả hai động thái này đều đang bị Hungary chặn lại. Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng, Liên minh châu Âu-EU không nên bắt đầu các cuộc đàm phán với Ukraine về vấn đề gia nhập liên minh vì Kiev chưa sẵn sàng cho điều này. Thủ tướng Orbán nói, Chúng ta, Liên minh châu Âu, không nên làm điều đó, bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập liên minh với Ukraine. Thứ nhất, bởi vì họ, Ukraine, chưa sẵn sàng cho cuộc đàm phán. Thứ hai, bởi vì chúng ta, EU, chưa sẵn sàng chào đón họ. Theo Thủ tướng Oban, báo cáo của Ủy ban châu Âu chỉ ra rằng, Ukraine đã hoàn thành 4 trong số 7 điều kiện sơ bộ để tham gia đàm phán gia nhập EU là sai sự thật. Ông nhấn mạnh, Ukraine được biết đến là một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới đồng thời cho biết thêm nếu Ukraine với nền nông nghiệp của mình gia nhập EU thì hệ thống nông nghiệp của EU sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Tuyên bố trên được Thủ tướng Hungary đưa ra giữa lúc Bruxelles đang nỗ lực thuyết phục các nước thành viên thảo luận việc kết nạp Ukraine và Moldova. Thủ tướng Orbán viết trong một lá thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Michel, sự thiếu đồng thuận rõ ràng chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại trong đó ông khẳng định sẽ ngăn chặn tất cả các cuộc đàm phán về việc xem xét kết nạp Kyiv, Ukraine lần đầu tiên coi việc gia nhập EU là mục tiêu chiến lược vào năm 2019. Cuối tháng 2 năm 2022, vài ngày sau khi diễn ra cuộc xung đột với Nga, Ukraine đã chính thức nộp đơn gia nhập EU. Tuy nhiên, nhiều quan chức EU tránh đặt ra thời hạn chính xác để kết nạp Ukraine, nhấn mạnh Kyiv trước tiên phải thực hiện một số cải cách như ngăn chặn tình trạng tham nhũng tràn lan. Vào đầu tháng 11 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị mở các cuộc đàm phán thành viên chính thức với Ukraine, cho rằng Kiev đã đạt được tiến bộ đủ để đảm bảo một bước đi như vậy. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Hungary phản đối. Thủ tướng Viktor Orbán gọi khuyến nghị này là vô căn cứ và không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thưa quý vị, các lực lượng Nga đang xông thẳng vào trung tâm Adipka. Giao tranh dữ dội diễn ra ngay trong tam giác giữa các đường Dokuchev, Kolosov và Yasinovskiy theo kênh Zeroman trận chiến gần Adipka đang diễn ra quyết liệt lực lượng Moscow chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine mũi thọc sâu của họ đang xông thẳng tới trung tâm Adipka giao tranh dữ dội ngay trong tam giác đường Dokuchaev, Kolosov và Yasinovskiy lực lượng Ukraine với tám nữ đoàn có lợi thế là các tòa nhà cao tầng để bố trí hòa điểm nhằm chống trả tuy nhiên nga vẫn tấn công trực diện. Tiến độ có thể sẽ chậm, nhưng cũng như Bắc Mút, việc kiểm soát Adipka chỉ là vấn đề thời gian. Kênh roi đưa tin, trên hướng Soleda, với tâm chấn là Bắc Mút, quân đội Nga tiếp tục đẩy lùi Ukraine trên tất cả các khu vực của mặt trận. Giao tranh đang diễn ra ở ngoại ô Bogdanovka. Họ đã phần nào mở rộng vùng kiểm soát ở Kaletchivka và đang có những trận chiến giành đường cao tốc Grigorovka và Bogdanovka. Nhìn chung, do thiếu nhân sự, Ukraine buộc phải rút lui khỏi các vị trí mà trước đó họ đã giành lại hồi mùa thu. Theo đánh giá của tạp chí quân sự Military Watch Magazine, dựa theo những báo cáo từ chiến trường, lữ đoàn cơ giới tinh nhuệ số 47 của lực lượng vũ trang Ukraine, gọi tắt là AFU, đang kiệt quệ vì thiếu đạn dược và hậu cần tại mặt trận Adipka. Cụ thể, lữ đoàn 47 được giao nhiệm vụ chấn giữ và phản kích sở sườn phía bắc Adipka, hoạt động quân sự tích cực của phía Nga, nhưng thất bại vì thiếu tất cả mọi thứ cần thiết Cùng với đó, nhiều đơn vị AFU phàn nàn về chất lượng đạn dược kém do Liên minh châu Âu, EU cung cấp. Bình sĩ Ukraine ở tiền tuyến nhận xét, vũ khí sản xuất tại EU thường vô dụng trên chiến trường. Thiết bị quân sự của Italia bị chỉ trích nặng nề. Đồng thời, quân nhân lưu ý rằng thiết bị cũ thời Liên Xô cũng như do Mỹ viện trợ đáng tin cậy hơn nhiều. Trước đó, đã có nhiều nguồn tin về việc trong 3 ngày chiến sự, một số đơn vị pháo binh thuộc Lữ đoàn 47 chỉ nhận được 15 viên đạn và họ buộc phải sử dụng số đạn đó để chống lại các đợt tấn công có chiều sâu từ phía nga tổng thống ukraine cũng thừa nhận sự thất bại trong cuộc phản công của afu theo nhà lãnh đạo ukraine quân đội ukraine không thể đạt được kết quả như mong muốn do liên tục thiếu vũ khí và binh sĩ ông volodymyr zelensky cho biết nguyên nhân chính dẫn đến những gì xảy ra là do đồng minh miễn cưỡng và chậm trễ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho quân đội ukraine ukraine prada Dẫn thông tin mới nhất từ lực lượng phòng không Ukraine cho biết, quân đội Nga đã phóng tổng cộng 42 máy bay không người lái UAV tấn công xa hết vào lãnh thổ nước này trong tối hôm 13 và dạng sáng ngày 14 tháng 12 theo giờ địa phương. Phòng không Ukraine đã bắn hạ 41 UAV trong số đó. Các vụ phóng được thực hiện theo từng đợt từ ba hướng gồm Balaklava Chauda Krum và Primorskoe Atak Nga. Mục tiêu chính của các UAV Nga là cơ sở hạ tầng ở vùng Odessa của Ukraine. Thời gian gần đây, Nga tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào lãnh thổ Ukraine gần như mỗi ngày. Bộ Quốc phòng Anh nhận định cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình có thể là khởi đầu cho một chiến dịch phối hợp chặt chẽ hơn của Nga nhằm làm suy giảm cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo hãng thông tấn Ukraineform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong ngày qua, các lực lượng Nga 10 lần dội bom tên lửa, 4 lần không kích, và 32 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí tập kết quân và khu vực đông dân cư ở Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga gây ra thương vong cho dân thường, khiến nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn khó khăn. Tổng cộng có tới 89 cuộc đụng độ xảy ra giữa hai bên lực lượng trong thời gian vừa qua lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tiến công của đối phương theo các mũi đánh chủ lực ở các thành phố Kupian, tỉnh Kharkov, Lyman, Bakhmut, Adipka, Marinka đều ở tỉnh Donetsk và Zaporizhia, tỉnh Zaporizhia. Theo hướng tỉnh Kherson, các khu đô thị Ivanivka, Novodmichivka, Oleksandrivka và trung tâm thành phố Kherson liên tục hứng đòn pháo kích. Thành phố Ochakiv, tỉnh Mykolaiv cũng đối mặt tình trạng tương tự Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng thủ tiếp tục giữ các vị trí bên tả ngạn sông Dnipro thuộc vùng Kherson và dồn hỏa lực về phía đối phương. Vừa qua, lực lượng không quân Ukraine 5 lần tập kích các cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của quân đội Nga. Các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine quanh tạc một sở chỉ huy và hai cụm nhân lực, vũ khí và khí tài của quân đối phương. Theo Ukraine Form, kể từ đầu chiến dịch quân sự, lực lượng phòng vệ Ukraine đã hạ khoảng 341.500 binh sĩ Nga. Chỉ riêng hôm 13 tháng 12, phía Ukraine hạ khoảng 850 binh sĩ Nga. Các quan chức Mỹ nói với New York Times rằng Kiev có những kỳ vọng không thực tế về những gì Washington có thể cung cấp. Cụ thể, các quan chức Mỹ này nói các chỉ huy quân sự và quan chức Ukraine đang đánh giá quá cao khả năng của Mỹ trong việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho nước này trong bối cảnh xung đột với Nga và Kiev đang đưa ra những yêu cầu phi thực tế. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cung cấp cho Kiev 111 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự và kinh tế kể từ khi Moscow triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Nhà Trắng mới đây cảnh báo rằng quỹ dành cho Ukraine gần như cạn kiệt. Các nhà lập pháp theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng Hòa ngăn chặn việc phê duyệt gói an ninh quốc gia trị giá 106 tỷ đô la Mỹ khác cho Ukraine và Israel. New York Times viết rằng nhiều người ở Kiev vẫn không nhận ra việc Mỹ tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến bấp bênh đến mức nào. Các quan chức Mỹ giấu tên đã nói chuyện với tờ báo và nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ phải chiến đấu với ngân sách eo hẹp hơn. Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã cố gắng pha thế bê tắc trong Quốc hội về gói ngân sách hỗ trợ Ukraine và Israel trị giá 111 tỷ đô la Mỹ khi nói rằng ông sẵn sàng nhượng bộ đáng kể về vấn đề biên giới, một khía cạnh Đảng Cộng hòa khăng khăng phải đi cùng các gói hỗ trợ nước ngoài. Tuy nhiên, hiện vấn đề trên vẫn chưa đạt được tiến triển. Các nhà đàm phán Đảng Cộng hòa đã yêu cầu các chính sách nhập cư nghiêm ngặt hơn, mâu thuẫn với chương trình nghị sự của chính quyền hiện tại nhưng với việc cuộc xung đột Ukraine là một khía cạnh chính trong chính sách đối ngoại của ông Biden, Đảng Dân Chủ và Nhà Trắng có thể phải nhượng bộ. Trong khi tập trung vào vấn đề biên giới, việc Đảng Cộng Hòa phản đối gói hỗ trợ nước ngoài trên còn phản ánh một tâm lý ngày càng gia tăng trong các cử tri của Đảng này. Một cuộc thăm dò dư luận của Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 được công bố vào tuần trước cho thấy, 48% hay gần một nửa những người được hỏi nghĩ rằng Mỹ đang cung cấp cho Ukraine quá nhiều tiền. Một số nhà quan sát nhận định đây là một tình huống phức tạp và bị chính trị hóa khi một vài nhân vật chính trị nắm giữ vận mệnh của Ukraine trong tay. Các chuyên gia cũng có cùng mối lo ngại khi nhấn mạnh đến tính nghiêm trọng của tình hình. Ông Jack Barot, nhà quan sát chuyên theo dõi xung đột và là một nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định với Business Insider, nếu phương Tây cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine, Nga sẽ giành chiến thắng. Trong khi hầu hết các nước NATO đóng góp vào sự hỗ trợ cho Ukraine, thì Mỹ chiếm tỷ lệ lớn và thường dẫn đầu về các gói hỗ trợ. Tuy nhiên, sự ủng hộ cho Ukraine trong các nước phương Tây đã giảm mạnh từ tháng 8 năm 2023. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện đang rơi vào tình thế bế tắc. Cả hai nước đã giao tranh trong nhiều tháng, đòi hỏi số lượng lớn nhân lực và vật lực. Ukraine vẫn trong tình thế bị đối phương áp đảo đáng kể. Kiev thiếu nhân lực, hỏa lực và tài chính để duy trì khả năng chiến đấu ở mức độ cần thiết. Mặc dù Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu, nhưng các nhà quan sát cho rằng không có gì đảm bảo điều này sẽ duy trì nếu không có sự hỗ trợ bổ sung. Tình hình hiện tại xảy ra do sự hạn chế của cả hai bên phương Tây tự đặt ra giới hạn vào những gì họ sẽ cung cấp cho Ukraine và Tổng thống Putin do dự trong việc đưa toàn bộ ngành công nghiệp và xã hội nước này tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Barot nhận định với Business Insider, trên thực tế, cán cân hiện tại rất không ổn định và có thể dễ dàng bị nghiêng theo một trong hai hướng do các quyết định được đưa ra ở phương Tây nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại